Làm sao những người thực tập giáo lý Đức Phật mà sống miễn nhiễm được với lời khen chê miệng đời của thế gian? Kính thưa quý vị, đây là cái hiểu của riêng con. Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Cú 216 rằng thế này á: Này Adala, đây không phải là chuyện chỉ ngày nay, mà ngày xưa đã nói, im lặng cũng bị chê, nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, làm người chưa từng bị chê, trên thế gian hình như chưa từng có. Mình có thể không tin con người, nhưng nên tin Đức Phật đi. Mình là ai, làm gì, chắc chắn đâu đó sẽ có người chê. Và ngay cả Đức Phật hoàn hảo như vậy mà vẫn có người chê Ngài. Huống hồ gì mình là phàm phu, tục tử. Nếu mình bận đẹp, ta chê mình khoe, chảnh. Nếu mình bận xấu, ta chê mình nghèo, khó. Nếu mình mập, ta chê mình ăn nhiều. Mình ốm, ta chê mình bệnh hoạn. Mình mở lời, ta chê mình nhiều chuyện. Mình làm thinh, ta chê mình chảnh chẹ, làm giá. Mình hiền, ta chê mình ngu. Và mình lanh, ta chê mình khôn lỗi. Có thể mình rất chân thành, nhưng đối với người đa nghi, mình vẫn là người dối trá. Có thể mình rất là đơn thuần, nhưng đối với người phức tạp, mình vẫn là người toan tính. Có thể mình rất là hồn nhiên, đối với người thực dụng, mình là người ngốc nghếch. Có thể mình là người rất chuyên nghiệp, nhưng đối với người không hiểu biết, mình cũng trở nên kẻ vô dụng. Có thể mình đã thực sự rất muốn bình yên rồi, nhưng người ghét mình, họ vẫn ngứa mắt. Có thể mình đã cố gắng tu hành, nhưng đối với ma vương nó vẫn muốn phá. Có thể là mình thánh thiện, nhưng kẻ đối với kẻ ác, mình vẫn là người sâu xa. Đối với những con người mình sống xung quanh, là người thân, người thương, lắm lúc, dù là mình cố gắng bao nhiêu, mình hy sinh bao nhiêu, mình nhẫn nhịn bao nhiêu, mình quan tâm bao nhiêu, chăm sóc bao nhiêu, và cái bao nhiêu cố gắng tốt đẹp hơn mỗi ngày của mình đó với họ vẫn chưa đủ. Thì không phải là mình chưa đủ tốt, nhưng những người thích chê, trong mắt họ không có cái gì để tốt cho họ khen cả. Thì nếu mà mình cố gắng làm hài lòng những người đó hoài, đến một lúc nào đó mình sẽ tỉnh giấc mộng ra rằng sống để làm hài lòng người khác, đó là một việc vừa khó mà vừa khờ. Khó là bởi vì như hư không á, không thể lấp đầy. Và cái tôi lòng tham con người thì không thể được thỏa mãn. Khờ tức là mình đi làm cái việc mà không thể thực hiện được. Với những người xung quanh mình thì mình không cần đi chứng minh giải thích với họ. Vì nếu mà người hiểu mình làm thinh họ vẫn hiểu. Mà người đã cố không hiểu, giải thích cũng bằng không. Nhan sắc xấu đẹp hay là hình tướng mập ốm là của mình không có nợ đời, nên không có cần đi giải thích với ai hết. Sự nghiệp thành công hay thất bại, công việc được mất là của cuộc đời mình không nợ ai hết, không cần phải đi so sánh, nhìn ngó, chứng minh với đời. Cảm xúc yêu đương thương ghét là của mình không nợ ai hết, cho nên không cần phải đi phân bua. Và cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ, vui hay buồn là của mình cũng không nợ ai, cho nên cũng không có cần đi so sánh và chứng minh với đời. Mình nên nhớ là miệng là của thiên hạ, nói hay không á là quyền của họ nha. Nhưng tai là của mình, nghe không là quyền của mình. Mình phải học cách chấp nhận và mỉm cười với miệng lưỡi thế gian mà sống. Khen chê là quyền của họ, nhưng mà cuộc sống là ở trong tay mình. Không lẽ cái lời vô bổ dèm pha, thị phi khen chê mà đủ sức mạnh để làm cho mình mất đi hạnh phúc của cuộc đời mình sao? Nên nếu như mà thân này ngay, tâm này rỗng, thì đối với đất trời mình còn không hổ thẹn nữa, huống hồ về những cái lời vô bổ thị phi. Nhưng nói đi á, thì cũng nói lại, lắm lúc miệng đời ác ôn, chính vì nhờ nó cho nên ta khôn lớn nhiều. Nên đối với miệng lưỡi thế gian á, thì mình không cần quá quan tâm. Vì mình biết cái bệnh của con người á, là thích nghe một nửa, hiểu một phần tư, đi kể gấp đôi. Chuyện ít, nói nhiều. Chuyện có, nói không.
Với cái kiểu đó thì dù mình tốt kể nào chăng nữa cũng có người ở phía sau lưng nói này nói nọ. Khi đó thì mình không có cần phải thanh minh so đo, hãy im lặng mỉm cười. Đó là cái cách đáp trả xứng đáng nhất cho những gì tầm thường ở phía sau. Bởi vì mình hiểu một điều rằng cả ngàn triệu chiếc lá, không có chiếc lá nào giống nhau mà nó vẫn xanh như vậy. Thì mình có cớ gì đi so sánh hơn thua với người để sống hạnh phúc cuộc đời mình. Mình không cần quá phiền hà với những người nói xấu sau lưng mình, vì đó đích thực là cái nơi họ xứng đáng thuộc về. Ở đâu? Ở phía sau lưng mình. Nếu mà họ ganh tị, chứng tỏ mình giá trị. Nếu mà họ đố kỵ, chứng tỏ mình đi trước. Nếu mà họ ghen ăn tức ở, chứng tỏ mình có ảnh hưởng hơn họ. Cho nên thôi, đừng có quá quan tâm với miệng lưỡi của thế gian. Bởi vì như thế mất thời gian, miệng lưỡi của thế gian là cái hố không có đáy. Mà hãy tập trung sống cuộc đời mình, làm tốt nhất, hết lòng với trách nhiệm đã giao, đối xử chân thành và hết lòng với những người xung quanh, và sống cuộc đời có 102 của mình một cách có ý nghĩa qua giới hạnh, đức hạnh và đạo hạnh. Sống tùy duyên thì tự nhiên mọi thứ tốt đẹp. Và nên nhớ, lưỡi không xương là nhiều đường lắc léo, môi không vành uốn éo tứ phương. Miệng của người họ có quyền đàm tiếu, tâm của mình đừng đánh mất thiện lương. Kính chúc quý vị an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Phước báo nó sinh ra không phải bởi vì mình dọn dẹp nhà cửa cho sang trọng, mà bởi vì quét dọn tâm hồn mình cho sạch trong. Vì thói thường ta cứ hay đợi đến ngày cuối năm mới dọn nhà, cho nên biết bao nhiêu công việc nó ập đến, ruộng vườn, đối tác giao tế, nào là dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, nào là bánh chưng bánh tét, chuẩn bị các loại quà cáp, mứt kẹo, khiến cho bản thân thời gian cá nhân không còn, áp lực công việc cho thành viên trong gia đình. Của những ngày Tết, thành ra không có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi. Cho nên mình rất là dễ cáu gắt, phản ứng, vợ chồng cự cãi, hét hò con cái, anh em bất hòa, mất đi cái không khí vui vẻ của ngày xuân. Đó là việc dễ tốn phước thứ nhất mà chúng ta phải cẩn trọng như là người biết tu hành. Thứ hai, đó là phước nó sinh ra không phải bởi gì cúng kiến lễ đạo cầu kỳ, mâm cao cổ đầy, mà bởi vì lòng của mình thanh thản và tâm của mình cung kính. Vì theo truyền thống Tết Việt Nam, sáng trưa chiều tối phần lớn đều có cúng hết. Cái truyền thống dưới ông bà cha mẹ biết cung kính thánh hiền đều đáng quý. Nhưng cúng biết như vậy thì thời gian ở dưới bếp là nhiều, và không có thời gian cho những thành viên trong gia đình yêu thương để trọn vẹn một cách ấm áp, mà cứ dọn lên rồi bưng xuống, thắp nhang, đốt đèn, cắm hoa, nấu ăn, rửa chén. Một ngày hết. Không may thêm một chút gia trưởng nữa thì những người làm dâu cho những cái gia đình đó không khác gì một người ô sin. Đó là cái việc dễ tổn phước thứ hai. Cái thứ ba, kính thưa quý vị, cái phước nó sinh ra không phải là bởi vì sự giàu sang hoành tráng, mà là bởi vì sự thấu hiểu và bao dung. Gia đình ai cũng muốn có một cái không gian trang trọng, đẹp mắt. Nhưng mà để có những cái không gian như vậy, rất là nhiều những cái nỗ lực tiền của phải được đánh đổi. Ví dụ Tết này nhất định phải có một bộ bàn ghế mới, sofa, nhất định phải có một chiếc xe mới để chạy, phải có một cái gì đó để trưng bày. Sự sang trọng đó nó đòi hỏi và nó được đánh đổi một cái giá nhất định. Cái phước nó không sinh ra ở sự sang trọng đó quý vị, mà nó sinh ra ở cái sự thấu hiểu và bao dung với những người mà mình ở với nhau. Chắc chắn họ có những khó khăn, đau khổ, và mình có mặt ở đó để hiểu, để nghe những cái, để thông cảm cho những cái đau khổ, khó khăn của họ không? Điều đó nó mới sinh ra cái phước. Còn hưởng thụ cho bản thân, đó là cái tổn phước thứ ba. Cái thứ tư, Tết nhất á, rất là dễ quà cáp lì xì. Nhưng cái phước nó sinh ra không có phải là bởi vì quà cáp lì xì hậu hỷ, mà bởi vì mình thương yêu và quý kính lẫn nhau. Dĩ nhiên quà cáp lì xì là điều tốt đẹp, nhưng cái phước nó sinh ra không phải là bởi vì cái số lượng quà cáp đó,
mà bởi vì cái tâm mình á, có quý kính, có thành thật thương yêu nhau không? Dù là một đứa bé mình lì xì cho nó. Bởi vì một số người rất quan trọng cái sĩ diện. Thành ra khi được hỏi nè, hôm nay ăn Tết có to không? Lì xì có nhiều không? Họ hàng hai bên có hậu hĩnh không? Là mình cảm thấy hơi nhột nhột. Mà nếu sĩ diện mình lớn, mình sẽ vứt tiền qua cửa sổ, tốn một khoản rất là lớn mua cái sĩ diện của mình. Chia sẻ hạnh phúc với người thì đáng quý, nhưng lấy tiền mua sĩ diện cho bản thân là đáng tội nghiệp. Bởi vì mua sĩ diện vui trước mặt họ, nhưng mà về nhà rủa thành. Và nếu tiền không có thì cảm thấy khó khăn, suy nghĩ căng thẳng, stress, đóng cửa và hết Tết luôn. Thay vì một cái Tết hoan hỷ, ấm áp, vui vẻ thì là một cái Tết đáng buồn, cô đơn. Nhiều khi vì sĩ diện cho nên ta ăn thay vì một cái Tết đơn sơ và hạnh phúc, thì đây là cơ hội để những người sĩ diện ăn cái Tết cầu kỳ, ăn cái Tết trưng bày, ăn cái Tết phô trương. Đó là cái việc tổn phước thứ tư. Cái việc thứ năm, phước nó không phải sinh ra do cái việc mình đi chúc tụng những mối quan hệ lạc lõng xa lạ bên ngoài, mà bởi vì mình dành thời gian, sự chăm sóc và đền đáp công ơn cho những người thương yêu máu mủ ở trong nhà. Không phải tự nhiên mà truyền thống Việt Nam nói Tết mùng 1 cho cha, mùng 2 cho mẹ và mùng 3 cho thầy, là bởi vì những người đó sinh thành cho mình sự sống, giúp cho mình lớn lên cái hiểu biết và trí tuệ. Họ là những người mà rất thương yêu, muốn cho mình hướng thượng, trưởng thành. Cho nên khi mà mình đến với họ, họ mang cái năng lượng tích cực hướng đến cho mình, mình sẽ rất vui, bởi vì trong lòng mình nó có cái thiện ý báo đáp. Và họ sẽ khích lệ mình những cái lời rất tốt đẹp ở trong năm, và mình có cái động lực để trở nên hơn mình năm cũ. Cái năng lượng tích cực đầu năm rất là quan trọng để mình được nuôi dưỡng. Và ai? Chỉ có những con người là cha, là mẹ, là thầy, là tổ, là những con người mà mình nên thân cận như những bậc tiền hữu tri thức đầu năm. Không phải tự nhiên mà truyền thống dạy mình như thế. Bằng không là bầu cua, tôm cá, gà, nai, số đề, lô tô, đầy đủ các loại hình thức cờ bạc. Và đó là mình chơi với những hạng người khiến cho mình tổn phước thứ năm. Và cái phước nó sinh ra không phải là bởi vì những cái lời chúc tụng sáo rỗng, mà bởi vì cái tấm lòng tử tế chân thật với nhau. Cái truyền thống Việt Nam đi thăm họ hàng, bà con, cô bác, bạn bè, giao tế rất tốt đẹp. Nhưng cứ mỗi lần như vậy là chén rượu lên bàn, sau khi say xỉn về nhà thì bê bét, vợ con mình la hét, mệt mỏi hôi hám, mất đi cái tư cách phong độ của đàn ông, khiến cho gia đình khó chịu, người thương phật lòng. Đó là tổn với phước. Mà cái này nhất là người đàn ông ngoài quê hay mắc phải. Tết là rượu. Hơn nữa, khi khách của mình tới nhà, mình hò hét vợ con, chân bánh dọn trái, nhưng khách tới nhà họ chỉ uống vài miếng nước rồi đi, rồi cứ liên tục như vậy, coi họ như ô sin, phải dọn lên dọn xuống liên tục. Mà để cho mình tiếp đãi những người bên ngoài, mình quan trọng những mối quan hệ xa lạ, nhưng mà mình phải trân trọng những con người bên cạnh yêu thương hết lòng như mình. Thì cái phước ở đây không phải là gìn giữ những mối quan hệ ở bên ngoài, ở ngoài mà chặt, ở trong mà lỏng thì cũng như không. Ở trong phải chặt, phải hạnh phúc, phải vững bền. Mình phải là mình với gia đình mình cho vững chãi. Bởi vì người ở ngoài họ không có lo cho hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng mà nếu mình cho rằng cái mối quan hệ bên ngoài nó quan trọng hơn á, thì đến khi mình mất cái sự ấm áp kết nối của cái hạnh phúc bên trong, mình mới biết là mình đã sai lầm. Nên cái phước nó sinh ra không phải là do mình làm lớn mạnh những cái mối quan hệ giao tế xã hội bên ngoài kia, mà do mình tận tình tận tâm báo đáp cho cha mẹ, cho vợ chồng, cho những người mà mình tri ân. Cho nên cổ truyền Tết Việt Nam mới nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ và mùng 3 Tết thầy. Đó. Thì đó là những cái điều mà đầu xuân năm mới, để cho có một cái Tết
vừa hạnh phúc ấm áp, vừa đơn giản và tạo ra phước, thì chúng ta chỉ cần cẩn thận 6 cái điều vừa nêu trên. Và đặc biệt, kính thưa quý vị, 5 cái giới của người cư sĩ rất là quan trọng trong 3 ngày Tết, đặc biệt là giới sát sanh và giới nói dối. Đối với bản thân nên ăn gì mặc gì, đối với bản thân nên ăn chay nên mặc kệ. Mặc kệ tức là không có phải so sánh với thiên hạ để mình có cái Tết giống như họ. Mình không có ăn cái Tết so sánh, thi thố, phô trương, khoe khoang và sĩ diện, mà mình ăn một cái Tết nhẹ nhàng, bình yên, đơn giản, ấm cúng và tu dưỡng. Thay vì những lời kính chúc xuân đầu năm, đây là những lời tâm huyết chia sẻ để những người có nhân duyên tu tập cùng con có một năm mới mang Phật vào lòng, mang Phật về nhà và mang Phật cho nhau. Khi trên môi nở nụ cười Tết thì trong nhà sẽ có hơi ấm của mùa xuân. Khi lòng của mình bình an và hạnh phúc thì mình là biểu hiện của mùa xuân. Đất trời thì có xuân, nhưng lòng người thì phải có Tết. Ta có Tết trong lòng thì ta mới cảm nhận được mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người. Kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố, chí tu học vững vàng, năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.